Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 20 phút tối ngày 10 tháng 10 trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Vào thời gian trên, xe máy mang biển kiểm soát 65X46523, một xe máy mang biển kiểm soát 48C114932 và một xe chưa rõ biển số cùng chạy theo hướng từ đường Nguyễn Thị Minh Khai ra đường Mỹ Phước, Tân Vạn. Hai xe có biển kiểm soát do hai nam thanh niên điều khiển chở theo một người bạn. Khi xe lưu thông chỉ còn cách đường Mỹ Phước, Tân Vạn khoảng 700m, thì bất ngờ cả ba tăng tốc để cùng nhau đua trên đường Nguyễn Thái Bình. Do phóng với tốc độ cao và chạy sát nhau, không làm chủ tốc độ, khiến tay lái va chạm vào nhau, làm cho cả ba xe đâm mạnh vào nhau. Cú đâm mạnh khiến hai trong số ba xe nát bét hư hỏng nặng. Bốn người ngồi trên xe văng ra mỗi người một góc đường nằm bất động. Do đường vắng, người qua lại không ai đưa nạn nhân đi cấp cứu mà phải chờ đến cảnh sát giao thông đưa các nạn nhân đi vào bệnh viện. Riêng một xe chưa rõ biển kiểm soát bị nhẹ hơn đã nhanh chóng lấy xe rời khỏi hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.